Thưa quý vị, Hội lực lượng Cảnh sát quốc gia Bắc California, Hội cựu sinh viên sĩ quan quan học viện Cảnh sát quốc gia Bắc California bản lên tiếng về việc ủng hộ luật sư Betty Dương, ứng cử viên giám sát District 2, quận hạt Santa Clara. Kính gửi quý vị đại diện các hội đoàn, các tổ chức chính trị, đảng phái, quý đồng hương, anh chị em thanh niên sinh viên và các cơ quan truyền thông báo chí. Kính thưa quý vị, chúng tôi, Hội Ái hữu Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali và Hội cựu sinh viên sĩ quan Cảnh Học viện Cảnh sát Bắc Quốc gia Bắc Cali, đồng thanh lên tiếng ủng hộ luật sư Betty Dương, ứng cử viên giám sát District 2, quận hạt Santa Clara. Trong cuộc bầu cử chung kết ngày 5 tháng 11 năm 2024, vì những lý do sau đây. Thứ nhất, luật sư Betty Dương đã phục vụ trên 10 năm tại quận hạt Santa Clara trong vai trò chánh văn phòng của bà Cindy Chavez, giám sát viên District 2. Bà Cindy Chavez là một khuôn mặt thân thương, được cộng đồng yêu mến và ủng hộ vì những phúc lợi mà bà Cindy đã tranh đấu cho người Việt, điển hình là Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ, The Vietnamese American Service Center, đã được xây dựng với kinh phí gần 60 triệu và đã đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Vì vậy, với kinh nghiệm, tài năng và nhiệt huyết sẵn có, luật sư Betty Dương sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò giám sát viên quận hạt, thay thế bà Cindy Chavez mãn nhiệm nếu được đại đa số cử tri trong khu vực tín nhiệm. Thứ hai, luật sư Betty Dương là một trí thức trẻ năng, hiền lành, dễ thương, thân thiện và hòa nhã với mọi người. Với bản chất lương thiện hiện cũ, luật sư Betty Dương chưa bao giờ lên tiếng phê phán, chỉ trích hay công kích ứng cử viên đối thủ khi được một số cơ quan truyền thông báo chí thân thiện dành cho những cuộc phỏng vấn. Thứ ba, với tinh thần và đạo đức tranh đua trong sáng, với tài năng, kinh nghiệm và nhiệt huyết đã từng phục vụ cộng đồng, luật sư Betty Dương rất xứng đáng được các cử tri trong khu vực 2 chọn mặt gửi bàn để làm người đại diện cho mình. Thứ tư, với hơn 10 năm làm việc tại quận hạt Santa Clara trong những vị trí then chốt khác nhau, luật sư Betty Dương nắm rõ cách vận hành nguồn máy hành chánh nên sẽ có thể làm việc hữu hiệu ngay lập tức nếu đắc cử. Kính thưa quý vị, vì những lý do trên đây, chúng tôi mạnh dạn lên tiếng nhiệt liệt ủng hộ ứng cử viên luật sư Betty Dương và xin tha thiết kêu gọi các cử tri khu vực 2 gồm có các zip code 95110, 95111, 95125, 95127, 95140, 95037, 95132, 95116, 95112, 95126. Hãy dồn phiếu cho luật sư Betty Dương trong cuộc bầu cử tổng kết ngày 5 tháng 11 năm 2024. Đồng thời cũng xin kêu gọi các cơ quan truyền thông báo chí vùng Bắc Cali hỗ trợ luật sư Betty Dương trong công tác quảng bá và vận động. Trân trọng kính chào đoàn kết. San Jose, California, ngày 15 tháng 7 năm 2024. Thay mặt Hội Ái hữu Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali, Nguyễn Tấn Lực. Thay mặt Hội cựu sinh viên sĩ quan Học viện Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali, Hà Đình Quy.